Ngọc Thơ kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 24 cho đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tới mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 34 độ C, độ ẩm là 97%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 33 độ C. Độ ẩm là 92%. Tại khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối mai có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 34 độ C, độ ẩm là 93%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 24 cho đến 35 độ C độ ẩm là 95%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 35 độ C, độ ẩm là 94%. Cảnh báo mưa dông có xu hướng gia tăng nên có thể kèm theo gió giật mạnh, lốc, xét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời, cũng như thiệt hại đến sản xuất. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông là 0,40 đến 0,45 m. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, nhiều người dùng mạng trên các thiết bị như là điện thoại hay máy tính không nhận thức đầy đủ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bởi vì họ cho rằng không cần thiết. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, rủi ro mà việc rò rỉ dữ liệu gây ra là vô cùng nguy hiểm. Do đó, thứ nhất là quý vị không nhấp vào các đường liên lạ. Để đảm bảo tính an toàn trước khi truy cập vào một đường liên nào đó, bạn có thể thực hiện kiểm tra tên miền trước trên công cụ tìm kiếm của Google nhằm biết được xếp hạng uy tín của đường liên này. 2. Sử dụng mật khẩu khó đoán Đây có lẽ là sai lầm thường thấy khi nhiều người lựa chọn các mật khẩu khá phổ biến, vô tình đã tạo điều kiện cho tội phạm có thể dễ dàng tiếp cận đến các tài khoản mạng xã hội, hay nguy hiểm hơn là thẻ tín dụng chỉ qua vài thao tác tấn công đơn giản. Vì vậy, quý vị hãy cố gắng đặt mật khẩu có chứa cả từ in hoa, chữ in thường, ký hiệu và chữ số nhằm nâng cao tính bảo mật cho mật khẩu của mình. Việc thay đổi mật khẩu thường xuyên sẽ giúp hạn chế rủi ro kẻ gian đoán được mật khẩu của mình. Mẹo ở đây dành cho các bạn đó là các bạn nên có một vài mật khẩu, sau đó thay đổi qua lại với tần suất là 3 tháng một lần giữa những mật khẩu đó. Thứ ba, không tin tưởng người quen biết thông qua mạng. Đối với những tin nhắn mời gọi từ những người mà bạn mới quen biết từ trên mạng, bạn nên cảnh giác với họ và tuyệt đối là không bao giờ được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân gì của mình cho họ. Thứ tư, không chia sẻ thông tin cá nhân bừa bãi. Nếu buộc phải gửi hay là đăng tải những hình ảnh đó, bạn nên che mờ trước khi đăng. Năm, luôn kiểm tra website cung cấp dịch vụ. Hiện nay, có một số trang web giả danh trên nền môi trường mạng nhằm chiếm lấy thông tin và quyền truy cập vào các dữ liệu quan trọng của bạn, như là tài khoản mạng xã hội. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra lại bằng Google tìm kiếm để biết liệu đây có phải là website chính chủ hay không. 6. Nhớ thực hiện đăng xuất khi thực hiện đăng nhập sử dụng các dịch vụ trên mạng hay liên kết với các tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch với thiết bị công cộng. Bạn nên đăng xuất sau khi sử dụng xong. Thứ bảy là không cài đặt phần mềm lạ, không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối là không bao giờ được cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc trên internet. Và tốt nhất thì bạn nên cài đặt thông qua các chợ ứng dụng hoặc ít nhất là thông qua các trang web chính chủ quý vị thân mến bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt